Xin chào các em, rất vui được đồng hành cùng các em trong những bài học lịch sử. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu tiết 3 của bài 22 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất từ năm 1965 đến năm 1973. Trong tiết học này, cô trò chúng ta tập trung vào hai nội dung chính. Thứ nhất là miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương. Thứ hai là Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Để tạo tâm thế tốt cho các em, khi bước vào tìm hiểu nội dung kiến thức mới của bài học hôm nay, chúng ta hãy cùng trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm trên màn hình sau đây. Câu thứ nhất, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 năm 1960 xác định miền Bắc có vai trò như thế nào đối với cách mạng cả nước? A. Quyết định trực tiếp, B. Quyết định gián tiếp, C. Quyết định nhất và D. Quyết định đồng thời. Câu 2. Sự kiện nào đã tác động trực tiếp đến mặt trận ngoại giao, buộc Mỹ phải chấp nhận đến bàn đàm phán ở Paris, bàn về chấm dứt chiến tranh Việt Nam? A. Chiến thắng ấp Bắc, B. Chiến thắng Vạn Tường, C. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 68 và D. Cuộc tiến công chiến lược năm 72. Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 68? A. Buộc Mỹ phải chấp nhận ký Hiệp định Paris. B. Buộc Mỹ phải thừa nhận sự thất bại của chiến tranh cục bộ. C. Chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc. Và D. Mở ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cô hy vọng các em sẽ có câu trả lời đúng. Và sau đây là đáp án của những câu hỏi này. Ở câu thứ nhất, các em đều biết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 đã xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với cách mạng cả nước, còn cách mạng miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp. Đáp án B và D là những đáp án không chính xác. Vì vậy, đáp án chính xác nhất của câu 1 đó là miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng của cả nước. Câu 2. Sự kiện có tác động trực tiếp đến mặt trận ngoại giao và buộc Mỹ phải chấp nhận đến bàn đàm phán ở Paris để bàn về chấm dứt chiến tranh Việt Nam, đó là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 68 mà các em đã được học từ tiết trước. Ở câu 3, các em thấy các đáp án B, C và D là những đáp án phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 68. Vì từ cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 68 thì chúng ta thấy là Mỹ đã phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc và phải ngồi vào bàn đàm phán để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Đây chính là một trong những bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đáp án A là đáp án không phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 68. Bởi vì lúc này Mỹ mới chấp nhận đến bàn đàm phán chứ chưa chấp nhận ký Hiệp định Paris. Như vậy, sự kiện nào đã buộc Mỹ phải chấp nhận ký Hiệp định Paris? Và trong điều kiện Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại ác liệt đối với miền Bắc lần thứ hai, thì quân và dân miền Bắc đã chiến đấu, sản xuất và thực hiện nghĩa vụ hậu phương như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi này trong bài học ngày hôm nay. Trước tiên, cô và các em sẽ đến phần 4, miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ và làm nghĩa vụ hậu phương những năm 1969 đến 1973. Ở phần 4 lớn này có hai mục nhỏ. Mục 1, các em chủ động tự học ở nhà. Và trong khuôn khổ tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tập trung vào mục 2, miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương. Như các em đã tìm hiểu, sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, Mỹ đã phải chấp nhận đến bàn đàm phán ở Paris và dừng tất cả các hoạt động chống phá miền Bắc lần thứ nhất. Lúc này, miền Bắc bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Và trước sự phát triển của cách mạng hai miền, ngày 16 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon đã chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc lần thứ hai. Và ác liệt hơn nữa là từ ngày 18 cho đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, thì Mỹ đã mở cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 đánh vào Hà Nội và Hải Phòng. Vậy, nhân dân miền Bắc đã chiến đấu, sản xuất,
và thực hiện nghĩa vụ hậu phương như thế nào? Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi này trong mục 2. Và nhiệm vụ của các em trong phần này như sau. Thứ nhất, các em kẻ bảng hệ thống kiến thức vào vở, sau đó đọc mục 2 trong sách giáo khoa, theo dõi đoạn phim tư liệu cô cung cấp, các em tổng hợp kiến thức để hoàn thành bảng hệ thống. Và sau đây là bảng hệ thống cô hướng dẫn các em hoàn thành. Chúng ta chia bảng hệ thống thành 3 phần. Thứ nhất là cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ. Các em hệ thống cho cô âm mưu và thủ đoạn của Mỹ đối với cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2. Về miền Bắc, chúng ta tập trung phát hiện 2 vấn đề. Thứ nhất là tinh thần chiến đấu của quân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ 2 như thế nào và kết quả giành được của quân và dân miền Bắc trong sản xuất và trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ 2 ra sao. Về phần miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương, các em cũng phát hiện cho cô tinh thần chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam như thế nào và kết quả đạt được của miền Bắc trong công cuộc thực hiện nghĩa vụ hậu phương đã chi viện sức người và sức của ra sao cho tiền tuyến miền Nam. Trong lúc mà miền Bắc gặp muôn vàn khó khăn, thì ít ai có thể ngờ được rằng việc Mỹ huy động một lượng lớn B-52 đánh vào Hà Nội lại mở ra một thời cơ chiến lược cho hoạt động chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng thứ ba trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không. Còn nhiệm vụ thứ ba là nhiệm vụ chiến lược, là bất kỳ tình huống nào cũng lấy giao thông vận chuyển, chở hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Cái này cực kỳ, trong 12 ngày đêm ấy ta làm cực kỳ xuất sắc. Là vì thế này, trước đây là nó đánh cái dài khu 4, không vào được, không đi được. Tắc đường, hàng hóa tập trung rất đông, đạn, súng, đạn, gạo ở chỗ phía bắc cầu Hợp Rừng. Nó không vào được cho đến đường 559, là vì nó đánh tắc. Nhưng mà khi nó đánh ở Hà Nội thì ngay đêm ấy ở khu 4 báo ra là hoàn toàn yên tĩnh, không có máy bay. Thế là chúng tôi nảy ra ý kiến để đề xuất với bộ là phải chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải là đi suốt ngày suốt đêm, đi bằng tất cả mọi phương tiện, tàu hỏa gồm rồi thì đường thủy và chủ yếu là ô tô, tất cả là phải đi đúng như thế. 12 ngày đêm ấy là ở trong khu 4 mở hội là vận chuyển của Nam. Một ngày ấy, có một ngày mà vận chuyển tới đích hàng hóa bằng cả 2 tháng trước. Như vậy các em đã xem phim tài liệu và kết hợp với đọc sách giáo khoa cùng với những kiến thức đã học ở trong 2 tiết đầu. Bây giờ cô mời các em hãy đối chiếu thông tin của mình trong bảng hệ thống với thông tin trên màn hình mà cô cung cấp sau đây. Thứ nhất, về chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ đối với miền Bắc, thì các em thấy rằng là nói về âm mưu, nó cũng có những cái nét tương đồng với cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, đó là Mỹ muốn phá cái tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, muốn ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam. Thứ ba là Mỹ muốn uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mỹ của nhân dân hai miền Nam Bắc. Và cái điểm thứ tư, nó là cái điểm mới của cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai này, đó là thông qua chiến tranh phá hoại lần thứ hai và đặc biệt là cuộc tập kích chiến lược B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng, thì Mỹ muốn tạo được một cái thế mạnh trên bàn đàm phán và lúc này cụ thể là ở hội nghị Paris. Để thực hiện được những âm mưu nói trên, Mỹ đã sử dụng một số thủ đoạn rất là điển hình, đó là sử dụng không quân và hải quân để phá hoại miền Bắc, phong tỏa các cảng, Hải Phòng, các vùng biển ở miền Bắc của chúng ta. Thứ nữa là mở cuộc tập kích chiến lược đường không vào Hà Nội, Hải Phòng bằng pháo đài bay hay là B-52, vũ khí hiện đại nhất của Mỹ lúc đó. Để chống lại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ, nhân dân miền Bắc đã chiến đấu với tinh thần là sẵn sàng chủ động ứng phó với mọi tình huống xảy ra, anh dũng chiến đấu và quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ. Kết quả giành được của nhân dân miền Bắc trong thời kỳ này trên mặt trận sản xuất cũng như trên mặt trận chiến đấu đó là duy trì được tất cả các hoạt động sản xuất và đảm bảo được sự thông suốt của giao thông vận tải. Thứ hai nữa là đây là một chiến công rất điển hình
của quân dân miền Bắc, đó là đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của Mỹ, làm nên trận Điện Biên Phủ trên không. Lần đầu tiên, pháo đài bay B-52 của Mỹ đã thất thủ trên bầu trời miền Bắc và đặc biệt là trên bầu trời thủ đô của chúng ta. Đó là một niềm tự hào lớn của nhân dân miền Bắc và đặc biệt là nhân dân thủ đô. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không của chúng ta trong 12 ngày đêm đó đã buộc Mỹ phải ngừng các hoạt động chống phá miền Bắc và phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Nói đến nghĩa vụ hậu phương thì chúng ta nhớ rằng là miền Bắc đã hoàn thành xuất sắc vai trò là hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam. Tinh thần của người miền Bắc trong cái công cuộc thực hiện nghĩa vụ hậu phương đó là luôn luôn làm việc với tinh thần là mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt và chi viện cho miền Nam với tinh thần thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Với cái tinh thần đó thì nó tạo nên cái động lực to lớn để tất cả người dân miền Bắc cung cấp kịp thời đầy đủ sức người sức của cho tiền tuyến miền Nam. Trong những năm 1969 đến 1971 thì hàng chục vạn thanh niên được bổ sung cho chiến trường miền Nam và cả chiến trường bạn ở Lào và Campuchia. Riêng năm 1972, miền Bắc đã bổ sung 22 vạn thanh niên vào chiến trường trực tiếp tham gia vào lực lượng vũ trang. Nói về sức của, trong những năm 1969-1971, khối lượng vật chất mà miền Bắc chuyển vào miền Nam tăng 1,6 lần so với 3 năm trước, tức là những năm 1965 cho đến năm 1968. Và riêng năm 1972, khối lượng vật chất mà miền Bắc gửi về cho miền Nam đã tăng gấp 1,7 lần so với năm 1971. Như vậy, các em đã thấy rằng là miền Bắc trong điều kiện chiến tranh phá hoại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu và đặc biệt là nhiệm vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến miền Nam. Và những kết quả đạt được đáng ghi nhận của miền Bắc nói trên đã tác động như thế nào đến mặt trận ngoại giao? Cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu phần tiếp theo của bài học Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong phần này, nhiệm vụ của các em như sau. Các em theo dõi phim tài liệu cô cung cấp, đọc sách giáo khoa để lý giải được là tại sao Mỹ phải chấp nhận ký Hiệp định Paris. Các em nêu được nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Paris. Và đặc biệt, trong phần này, các em cần thiết phải so sánh được những điểm giống và khác nhau giữa Hiệp định Paris năm 1973 với Hiệp định Geneva năm 1954. Sau đây, xin mời các em cùng xem phim tư liệu. Trong khi việc sử dụng vũ lực chưa đạt được hiệu quả, thì Nixon đang phải đối mặt với một làn sóng phản đối mạnh mẽ ở trong nước và trên thế giới. Báo chí quốc tế và trong nước đã dành những từ ngữ mạnh mẽ để lên án hành động quân sự của Tổng thống Richard Nixon. The Guardian đặt câu hỏi, liệu có phải ông Nixon muốn đi vào lịch sử như một trong những vị Tổng thống Mỹ tàn bạo nhất? The Daily Mirror tuyên bố rằng chiến dịch Nemo là hành động tàn bạo một cách điên cuồng, một lối lịch sử thô thiển của nền chính trị khủng bố. Còn ở Quốc hội Mỹ, những lời chỉ trích mạnh mẽ về hành động quân sự của Tổng thống cũng xuất hiện. Thượng nghị sĩ William Shakespeare băn khoăn liệu có phải Tổng thống đã đánh mất các giác quan của mình. Thượng nghị sĩ Michael Mansfield thì gọi các vụ ném bom là một chiến thuật của thời kỳ đồ đá. Một thượng nghị sĩ Ted Kennedy cho rằng các vụ ném bom đã xúc phạm lương tâm của tất cả nhân dân Mỹ. Công chúng Mỹ đã hoàn toàn bị bất ngờ trước chiến dịch Linebacker 2. Khi mà trước đó, cố vấn Henry Kissinger còn nói hòa bình đã ở trong tầm tay. Tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Nixon đã giảm đi 11%. Trong khi đó, các đồng minh phương Tây của Mỹ cũng yêu cầu chấm dứt hành động ném bom và tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Trước tình hình trên, Nixon đã đưa ra quyết định chấm dứt chiến dịch Linebacker 2. Như vậy, qua theo dõi phim tài liệu cô cung cấp và kết hợp với những kiến thức đã học thì các em biết là năm 1968, sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 68, như vậy
qua theo dõi phim tài liệu kết hợp với những kiến thức các em đã học, chúng ta rút ra được là năm 1968, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã buộc Mỹ phải chấp nhận đến bàn đàm phán ở Paris để bàn về chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Đến năm 1972, trận Điện Biên Phủ trên không của quân và dân miền Bắc đã đập tan cuộc tập kích chiến lược B-52 mà người Mỹ gọi là chiến dịch Linebacker 2. Trận Điện Biên Phủ trên không của chúng ta cùng với những áp lực dư luận ở bên trong nước Mỹ và trên thế giới đã buộc Tổng thống Nixon phải chấp nhận ký Hiệp định Paris. Tiếp theo, các em cần khái quát cho cô những nội dung chính của Hiệp định Paris và rút ra được ý nghĩa của Hiệp định. Phần nội dung Hiệp định và ý nghĩa của Hiệp định là những kiến thức hết sức cơ bản các em cần thiết phải nắm vững để chúng ta có cơ sở phân tích, đánh giá và so sánh với Hiệp định Geneva. Về nội dung, các em lưu ý cho cô có 7 ý chính. Thứ nhất là Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản. Đó chính là độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thứ hai, hai bên ngừng bắn và Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống phá miền Bắc. Thứ ba, Hoa Kỳ rút hết quân đội, hủy các căn cứ quân sự và không can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Thứ tư, nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do. Nội dung thứ năm là các bên thừa nhận ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị. Nội dung thứ 6, hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt. Nội dung thứ 7, Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương. Ở phần ý nghĩa, cô nhấn mạnh đến các bạn ba nội dung sau đây. Thứ nhất, Hiệp định Paris là thắng lợi của sự kết hợp đấu tranh trên các mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao của quân và dân hai miền Nam Bắc. Thứ hai là Hiệp định Paris đã mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và bước ngoặt đó nó được thể hiện đầu tiên ở việc tạo ra một điều kiện thuận lợi để ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Một nhiệm vụ quan trọng của các em trong phần này đó là chúng ta hãy so sánh những điểm giống và những điểm khác nhau giữa hai hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973. Cô hy vọng với những kiến thức đã được học, các em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Và sau đây là phần hệ thống cô cung cấp có tính chất gợi ý các em tham khảo và hoàn thiện vào bảng kiến thức của mình nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng phân tích những điểm giống nhau của hai hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973. Thứ nhất, các em thấy rằng là cái điểm giống đầu tiên đó là cả hai hiệp định này đều được ký kết sau những thắng lợi quân sự quyết định. Vậy đó là những thắng lợi quân sự nào? Chúng ta không khó trong việc phát hiện ra, đúng không? Thế thì Hiệp định Geneva được ký kết sau thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 56 ngày đêm. Còn Hiệp định Paris được ký chính thức sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm cuối năm 1972. Điểm giống nhau thứ hai đó là kẻ thù phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản và phải rút quân khỏi Việt Nam, và các quyền dân tộc cơ bản mà kẻ thù đó là Pháp và Mỹ phải công nhận đó là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta. Điểm giống nhau thứ ba, cả hai hiệp định các em biết nó đều là các văn bản pháp lý quốc tế để ta tiếp tục đấu tranh giành thắng lợi trọn vẹn. Ví dụ như sau năm 1954, chúng ta liên tục đấu tranh để yêu cầu Mỹ và chính quyền Sài Gòn nghiêm chỉnh thực hiện Hiệp định Geneva, và sau Hiệp định Paris chúng ta cũng tiếp tục đấu tranh để chính quyền Sài Gòn nghiêm túc thực hiện, đồng thời đấu tranh để Mỹ rút quân theo đúng yêu cầu của Hiệp định. Và trên quá trình đấu tranh đó, chúng ta đến được thắng lợi cuối cùng, đó là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Điểm giống nhau thứ tư, cả hai hiệp định này đều là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, anh dũng của quân và dân ta trên các mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao. Cả hai hiệp định này là kết quả tổng hợp của quá trình đấu tranh trên tất cả các mặt trận, và đặc biệt là mặt trận quân sự,
tác động trực tiếp đến mặt trận ngoại giao. Nói về và tiếp sau đây, đó là những điểm mà khác nhau hết sức cơ bản giữa hai hiệp định. Điểm khác nhau đầu tiên các em thấy rằng là nói về hiệp định Geneva thì các bạn thấy rằng đây là một cái hội nghị quốc tế bao gồm 9 nước. Điểm khác nhau đầu tiên giữa hai hiệp định Geneva năm 1954 và hiệp định Paris năm 1973 đó là hội nghị Geneva có sự tham dự của 9 nước và nó chịu sự chi phối của các nước lớn, trong khi đó hội nghị Paris là hội nghị chủ yếu của hai bên và do hai bên quyết định, đó là ta, Việt Nam và Mỹ. Điểm khác nhau thứ hai đó là theo hiệp định Geneva thì ở Việt Nam quân đội hai bên tham chiến có vùng tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực, nhưng theo hiệp định Paris thì không có cái vấn đề tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực. Điểm khác nhau thứ ba là hiệp định Geneva năm 1954 không phản ánh đầy đủ những thắng lợi của chúng ta trên chiến trường. Chúng ta thắng lợi sau chiến dịch Điện Biên Phủ, nhưng sau Hiệp định Geneva chúng ta mới giải phóng được miền Bắc, miền Nam lại nằm dưới ách thống trị của Mỹ và chính quyền tay sai, đất nước tạm thời bị chia cắt và chúng ta phải tiếp tục đấu tranh để thực hiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Còn Hiệp định Paris nó phản ánh khá đúng thắng lợi của chúng ta trên chiến trường và Mỹ phải thực hiện các điều khoản của hiệp định theo như chúng ta đưa ra. Điểm khác nhau thứ tư giữa hai hiệp định đó là sau hiệp định Geneva thì so sánh lực lượng không có lợi cho chúng ta và đất nước chúng ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền và miền Nam chịu ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, chúng ta phải thực hiện một nhiệm vụ to lớn đó là đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhưng sau Hiệp định Paris thì so sánh lực lượng trên chiến trường thay đổi có lợi cho cách mạng, đó chính là sự rút quân của Mỹ và điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho ta tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trên đây là những gợi ý hết sức cơ bản của cô về những điểm giống và khác nhau giữa hai hiệp định Geneva và hiệp định Paris năm 1973. Đến đây cô trò chúng ta đã hoàn thành nội dung của bài học ngày hôm nay. Các em đã tìm hiểu được hai phần, đó là miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương. Chúng ta tìm hiểu được hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đồng thời so sánh được những điểm giống và khác nhau với Hiệp định Geneva năm 1954. Bài 22 là một trong những bài quan trọng của chương trình lịch sử lớp 12 phục vụ đắc lực cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Vì vậy, trong toàn bộ bài này, các em lưu ý cho cô 4 cái nội dung trọng tâm, đó là chiến lược chiến tranh Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh những năm 69-73 và hai phần chúng ta vừa tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay, đó là miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa làm nghĩa vụ hậu phương và Hiệp định Paris năm 1973 chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Sau đây là 10 câu hỏi ở các mức độ khác nhau cô cung cấp và các em hoàn thành. Cô sẽ nêu đáp án trong tiết học tiếp theo. Câu hỏi thứ nhất, thắng lợi nào của quân dân ta đã mở ra khả năng đánh thắng quân Mỹ trong cuộc chiến đấu chống chiến lược chiến tranh cục bộ? A. Ấp Bắc, B. Bình Giã, C. Vạn Tường và D. Mậu Thân. Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc trong những năm 1965-1968 là gì? A. Cải cách ruộng đất, thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng. B. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhà nước 5 năm. C. Vừa chiến đấu, vừa sản xuất và thực hiện nghĩa vụ hậu phương. D. Khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh phá hoại do Mỹ gây ra. Câu thứ 3. Để tiến hành chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh 1969-1973, Mỹ đã sử dụng lực lượng nào là chủ yếu? A. Quân viễn chinh Mỹ. B. Quân đội Sài Gòn. C. Quân Mỹ và đồng minh. D. Quân Mỹ và quân Sài Gòn. Câu thứ tư, thắng lợi quân sự nào đã mở đầu cho cao trào tìm Mỹ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt trên khắp miền Nam Việt Nam? A. Ấp Bắc, B. Vạn Tường, C. Núi Thành và D. Bình Giã.
Câu hỏi số 5. Sự kiện nào sau đây đã buộc Mỹ phải chấp nhận ký Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam? A. Chiến thắng Vạn Tường. B. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 68. C. Trận Điện Biên Phủ trên không năm 72. D. Cuộc tiến công chiến lược năm 72. Câu số 6. Chiến lược chiến tranh cục bộ những năm 1965-1968 có điểm khác so với chiến lược chiến tranh đặc biệt 1961-1965 là A. Dựa vào vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ. B. Có sự tham chiến của quân đội Sài Gòn. C. Quân Mỹ và quân đồng minh trực tiếp tham chiến. Và D. Có sự hỗ trợ của hệ thống cố vấn Mỹ. Câu hỏi số 7. Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 đã mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ vì A. Tạo ra sự thay đổi về tương quan lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. B. Quyết định để hai miền tiến hành tổng tuyển cử thống nhất đất nước. C. Đánh dấu mốc kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. Và D. Từ đây, nhân dân miền Nam hoàn thành nhiệm vụ dân tộc, dân chủ. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm giống nhau giữa Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973? A. Cả hai hiệp định có thành phần tham dự như nhau. B. Được ký kết sau thắng lợi quân sự quyết định. C. So sánh lực lượng có lợi cho ta sau khi ký hiệp định. Và D. Thời gian quy định rút quân đều là 60 ngày sau khi ký hiệp định. Câu hỏi số 9. Một trong những điểm giống nhau cơ bản của các chiến lược chiến tranh mà Mỹ triển khai ở miền Nam trong những năm 1961-1973 là gì? A. Đều dựa vào vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ. B. Có sự tham chiến trực tiếp của quân viễn chinh Mỹ. C. Đều triển khai hai gọng kìm tìm diệt và bình định. D. Mở rộng quy mô chiến tranh ra toàn Đông Dương. Và sau đây là câu hỏi số 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng điểm giống nhau giữa chiến lược chiến tranh đặc biệt năm 1961-1965 và chiến tranh cục bộ 1965-1968? A. Đều nằm trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. B. Nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. C. Có quân Mỹ vừa trực tiếp chiến đấu, vừa là cố vấn chỉ huy. D. Đều là những cuộc chiến tranh xâm lược nhằm chiếm đất giành dân. Và trên đây là 10 câu hỏi. Các em hãy hoàn thành ở nhà và cô sẽ nêu đáp án trong tiết học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Chúc các em học tốt.